Trên video thì quý cô chú anh chị cô các bạn đang xem là một số hình ảnh của cây hoa bằng lăng thái. Đây là một cái loại hoa dễ trồng và có hoa rất là đẹp. Cây hoa bằng lăng thái ở trên video là cây hoa có màu hồng. Và cái cây hiện tại còn khá là nhỏ nhưng mà nó đã bắt đầu cho hoa. Kính mời quý cô chú anh chị cùng các bạn xem một số hình ảnh của cây hoa bằng lăng thái này. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Nghề Nông.